Và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 3 vẫn đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên ngành hàng này vượt mốc tỷ đô trong một tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản hết quý 1 đầu năm vượt con số 2,5 tỷ đô la Mỹ. Sau những khó khăn, đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra trong năm ngoái, đây thực sự là những tín hiệu đầy lạc quan cho xuất khẩu thủy sản nước ta trong năm 2022 này. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong quý 1 của năm 2022 đạt khoảng trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó tôm chiếm 38% với gần 955 triệu đô la Mỹ, cá tra chiếm 26% với 654 triệu đô la Mỹ, cá ngừ chiếm trên 10% với 259 triệu đô la Mỹ. Các loại nhuyễn thể bao gồm mực, bạch tuộc và nhuyễn thể có vỏ chiếm 7,5% với 189 triệu đô la Mỹ. Các loại cá biển khác chiếm 17% với 421 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng tôm sau thăng trầm đã tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 với những đơn hàng tích cực tại các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã ký được những đơn hàng xuất khẩu tới tận cuối năm nay. Đã ký được khoảng 80% công suất của toàn bộ năm 2022 rồi. Thì mình cũng đón nhận cái cơ hội đó. Mình đầu tư thêm nhà máy với dây chuyền công nghệ chế biến sâu, hàng giá trị gia tăng, hàng mà có thể người tiêu dùng họ mang và họ chế biến thành thức ăn nhanh nhất. Đối với cá tra, với hàng loạt giải pháp điều phối nuôi trồng, ngành hàng này đã giải quyết được bài toán nguyên liệu trong quý 1. Đến nay, các doanh nghiệp đã chủ động được các đơn hàng xuất khẩu. Giá cá tra nguyên liệu tăng hơn 40% so với hồi đầu năm. Những mặt hàng cá tra chế biến cũng được tăng cường theo hướng phù hợp với thị hiếu của từng thị trường. Đặc biệt là trong cái bối cảnh Covid, các cái thị trường có thể sử dụng được ngay, phục vụ cho tới các gia đình và các cái cửa hàng tiện dụng. Thì cái này là cái mà chúng ta cần phải tiếp tục đẩy để giảm cái áp lực cho cái sản lượng cá tra của chúng ta mà chỉ có phi lê đông lạnh như hiện nay. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nhu cầu và giá cả thủy sản tăng trên thị trường thế giới là nguyên nhân quan trọng giúp cho thủy sản Việt Nam đạt được những mốc ấn tượng như trên. Với đà tăng trưởng này, các ngành hàng cần tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu. Các doanh nghiệp phải tận dụng cái thời điểm hiện nay để trên cơ sở đó liên kết chặt chẽ với phía người nuôi để tạo ra cái nguồn nguyên liệu nó ổn định cho mình. Và cái thứ hai nữa vẫn là vấn đề chất lượng, phải có cái sự liên thông giữa người nuôi và doanh nghiệp để quản lý tốt cái vấn đề chất lượng, tránh cái việc là bị lây nhiễm về vấn đề kháng sinh hay là một số các vấn đề liên quan đến vấn đề là dịch bệnh. Do chi phí đầu vào với thức ăn chăn nuôi, hậu cần, vận tải đều tăng, nên dự báo tới đây giá thủy sản xuất khẩu cũng tăng để đảm bảo hài hòa lợi nhuận giữa các bên. Các chuyên gia dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản quý 2 tiếp tục tăng tới khoảng 2,8 tới 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 23 tới 24% so với quý 2 của năm 2021. Vâng, xuất khẩu thủy sản quý 1 ghi nhận mức tăng trưởng nhảy vọt ở tất cả các thị trường chính, đặc biệt ấn tượng nhất phải kể đến Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nước này vẫn đang nhất quán với chính sách Zero Covid và tiếp tục phong tỏa tại nhiều thành phố lớn. Vậy điều gì đã giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có được những con số ấn tượng như vậy? Từ trường quay Nông nghiệp 24 giờ, chúng tôi sẽ kết nối với bà Lê Hằng, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Xin được chào bà Lê Hằng ạ. Xin chào khán giả VTC16, xin chào trường quay. Vâng, cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà có thể cho biết là đâu là lý do khiến xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng trưởng rất mạnh tới 90% trong quý 1 vừa qua? Covid lại trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc, không chỉ ảnh hưởng đến thương mại mà cả sản xuất thủy sản của nước này cũng bị ảnh hưởng, khiến cho sản lượng giảm. Do vậy, Trung Quốc càng phải tăng cường nhập khẩu. Ngoài ra, giá thủy sản xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh là cái yếu tố chính để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc tăng. Trong đó, cá tra chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc Hồng Kông và tăng gấp hơn 2,5 lần so với quý 1 năm ngoái, đạt 183 triệu đô la. Giá trung bình xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt trên 2,5 đô la một kg, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vâng, với đà tăng như hiện nay thì cộng với các chính sách hiện hành của hai nước, nhất là với chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc, theo bà là dự đoán triển vọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong năm nay thì sẽ như thế nào ạ? Hiện tại thì dịch Covid đang lây lan mạnh tại Trung Quốc, có thể có thêm các cái tỉnh, thành phố lớn của nước này bị phong tỏa, hoặc là cái mức độ phong tỏa tại các thành phố sẽ chặt chẽ hơn. Đó sẽ là cái yếu tố có thể làm cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc trong quý 2 này không duy trì được tăng trưởng cao như là trong quý 1 vừa qua. Chúng tôi dự báo xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong quý 2 có thể tăng khoảng 50% so với lại cùng kỳ năm 2021, đạt khoảng 387 đến 390 triệu đô la. Và với cái biến động Covid bất ổn tại Trung Quốc như hiện nay thì khó có thể đưa ra được cái đánh giá một cách tương đối về triển vọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm nay cũng như là trong năm tới. Vâng, vậy thì theo bà, để tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu từ thị trường hơn 1 tỷ dân thì các ngành hàng cũng như là các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam của chúng ta thì cần phải làm gì? Mặc dù nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc vẫn cao, nhưng các doanh nghiệp cần phải chú ý vì đã có những cái lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này bị trả về vì phát hiện ra dấu vết của virus corona. Các doanh nghiệp có lô hàng bị Trung Quốc cảnh báo trả về sẽ bị chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bị tạm dừng thủ tục nhập trong vòng từ 1 đến 4 tuần. Qua kiểm tra trực tuyến, phía Trung Quốc đã phản hồi về điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, như một số điểm chưa phù hợp liên quan đến bố trí thực hành sản xuất. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cảnh báo nhiều lô hàng thủy sản về chỉ tiêu food fast đối với lại cả cá, tôm đông lạnh, mực khô, hoặc liên quan đến bệnh dịch trên tôm đông lạnh, hoặc là cảnh báo về kháng sinh cấm như là chloramphenicol trên ốc hương sống hoặc cadmium đối với lại cá cơm khô, tôm sú sống. Đó là những cái vấn đề mà các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc cần phải lưu tâm. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Lê Hằng với những chia sẻ vừa rồi.